chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tham gia nhiều ý kiến tại kỳ họp Quốc hội. Thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Huyện Khoái Châu chủ động phòng chống dịch COVID-19. Trong mục 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên có bài Trung tướng Nguyễn Bình, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 bế mạc kỳ họp thứ hai sau 16 ngày làm việc khẩn trương đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ xây dựng vào các nội dung của kỳ họp. Kỳ họp có gần 3.000 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 8 phiên thảo luận tổ và gần 500 lượt đại biểu Quốc hội thảo luận tại 16 phiên họp toàn thể tại hội trường. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, lần đầu tiên, Quốc hội đã dành thời gian thích đáng để thảo luận xem xét cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ liên quan đến tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế năm 2020. Quốc hội đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao hai dự án luật, cho ý kiến 5 dự án luật, ban hành 12 nghị quyết, các nhóm vấn đề y tế, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo, kế hoạch và đầu tư với tổng số 170 lượt đại biểu. Phát biểu cho thấy các vấn đề được Quốc hội lựa chọn làm nội dung chất vấn phù hợp thực tế, mong muốn của cử tri được dư luận đồng bào nhân dân cả nước quan tâm, đồng tình. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu. Tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có những ý kiến đóng góp đáng chú ý vào nội dung chương trình của kỳ họp, như kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, báo cáo phòng chống dịch, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi, tham gia một số ý kiến vào luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, hoàn thiện dự án luật kinh doanh bảo hiểm, làm rõ tác động của đại dịch COVID-19 đến thị trường lao động, đồng thời góp ý để hoàn thiện các định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Sáng nay, khu dân cư Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa quân dân năm 2021. Sự ngày hội có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2021, 96% số gia đình trong khu dân cư đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa và làm bằng vật liệu cứng. Hàng năm, khu dân cư Yến Đô đều hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Khu dân cư giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh nông thôn. Công tác hậu phương quân đội được duy trì hiệu quả. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả khu dân cư Yến Đô đạt được trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý, nhiệm vụ trước mắt, khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục vận động phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng nhân dân trong thôn cũng như trong xã huyện và toàn tỉnh tích cực ủng hộ, đồng thuận các chủ trương của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các doanh nghiệp sạch vào địa bàn. Cộng đồng dân cư phát huy sức mạnh, góp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao 20 triệu đồng của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng thôn Yến Đô. Khu dân cư Yến Đô được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng cờ Tổ quốc. Hai gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở trị giá 80 triệu đồng một hộ, một số hộ nghèo được tặng quà của tỉnh. Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 13 ca so với ngày trước. Trong đó, huyện Yên Mỹ ghi nhận 1 ca là trường hợp có địa chỉ ở tỉnh Hà Nam đến ở trọ. Trường hợp này, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11, về nhà ở xã An Lão, huyện Bình Lục, hiện là ổ dịch của tỉnh Hà Nam, sau đó đi Bắc Ninh, Hà Nội, đến tối 11 tháng 11, về chỗ trọ ở thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Ngày 12 tháng 11, đi xét nghiệm có kết quả nghi ngờ. Ngày 13 tháng 11 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Huyện Ân Thi ghi nhận 2 ca ở xã Hồ Tùng Mậu trong nhóm về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tập trung. Huyện Khoái Châu ghi nhận 2 ca dương tính mới, gồm 1 ca trong khu phong tỏa thôn 1 xã Tuần Hưng là hàng xóm của F0 lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh về, và 1 ca ở xã Đại Hưng đang cách ly tại nhà từng đến bệnh viện Đa khoa Hưng Yên chăm sóc bệnh nhân. Liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, cũng ghi nhận một trường hợp là người nhà chăm sóc bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Trong đợt dịch thứ tư, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 492 ca bệnh, trong đó chỉ tính từ ngày 15 tháng 10 khi thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt với dịch COVID-19, toàn tỉnh ghi nhận thêm 195 ca bệnh. Từ ngày 9 tháng 11 đến nay, huyện Khoái Châu liên tiếp ghi nhận thêm các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở các xã Thuần Hưng và Đại Hưng liên quan đến trường hợp F0 của xã Thuần Hưng là lái xe đường dài ở tỉnh Bình Dương về. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương đã lập nhiều chốt khẩn trương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Xã Thuần Hưng vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Nâng tổng số ca dương tính ở đây lên 9 ca. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Khoái Châu đã chỉ đạo phong tỏa các khu vực có F0 sinh sống. Toàn xã đã lập 4 chốt cứng phong tỏa 2 khu vực của thôn 1, tổng số 30 hộ với 114 nhân khẩu và 3 chốt kiểm soát dịch tại các trục đường chính, đồng thời không cho người dân đi lại qua các đường ngõ hẻm để ngăn chặn sự lây lan. Rà soát tổng số 87 F1 và hơn 400 F2. Trong buổi sáng ngày 13 tháng 11, địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 100 trường hợp F2 còn lại, đồng thời cách ly tập trung 20 F1 nguy cơ thấp tại trường tiểu học xã Thuần Hưng. Xã Đại Hưng cũng có 4 trường hợp F0 liên quan đến lái xe trên. Từ đầu tháng 11 đến nay, huyện Khoái Châu ghi nhận tổng số 25 trường hợp F0. Để tăng cường công tác phòng chống dịch, huyện Khoái Châu đã chỉ đạo tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu từ 0 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2021. Tiếp theo là tin các đơn vị tặng quà cho lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 và các y bác sĩ, bệnh nhân trong khu phong tỏa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hội nông dân tỉnh vừa đến thăm tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn các xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, Nghĩa Sơn, huyện Kim Động, Phụ Ủng, huyện Ân Thi, Nghĩa Trụ, huyện Văn Tăng, Tân Quang, huyện Văn Lâm và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hưng Yên. Quà tặng gồm các nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn với tổng trị giá 18 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình triệu phần quà nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19 của Hội Nông dân các cấp trong cả nước. Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao số tiền 30 triệu đồng được vận động từ các nhà hảo tâm tương đương 1.500 suất ăn để hỗ trợ các y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Đây là địa điểm đang cách ly hơn 1.700 nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từ ngày 3 tháng 11 sau khi phát hiện có F0 đến điều trị. Sự hỗ trợ này nhằm động viên các cán bộ y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trở lại trạng thái bình thường mới. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hơn 200 triệu đồng cho các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Phù Cừ để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ là địa phương giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đây còn là nơi sinh ra và lớn lên của Trung tướng Nguyễn Bình, trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không chỉ là người cộng sản kiên trung, ông còn là một chỉ huy mưu lược, quyết đoán và dũng cảm, có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1908 tại thôn Yên Phú, xã Sai Phạm. Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ là người thông minh, ham học, thích đọc sách báo và chăm luyện võ nghệ. Ông sớm hình thành tư tưởng yêu nước và tinh thần cách mạng. Ông Bình có tố chất từ nhỏ. Nghĩa là năm ông học tự học võ tới năm 8 tuổi. Mà cái thời đó là vải vóc quần áo là rất hiếm và rất khó. Thế là ông cứ buộc túm ống quần vào, xong ông cho cát với sỏi vào trong ống quần ấy, xong mà chạy nhảy. Mà khi mà ông tập đến năm 11, 12 tuổi là lúc đấy là ông rất khỏe mạnh rồi. Trận đánh đầu tiên của Trung tướng Nguyễn Bình diễn ra tại Hưng Yên. Đêm ngày 12 tháng 3 năm 1945, đồng chí trực tiếp chỉ huy và tham gia đánh trận đồn Bẩn Yên Nhân, thu được thắng lợi. Trận đánh này được coi là trận đánh du kích kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ. Khi thực dân Pháp đánh chiếm rộng ra toàn Nam Bộ, Nguyễn Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử vào Nam chỉnh đốn phong trào kháng chiến và thống nhất các lực lượng vũ trang tại Nam Bộ. Tháng 12 năm 1945, ông được cử làm khu trưởng khu 7 Nam Bộ. Dưới sự chỉ huy của vị tướng tài ba này, các quân Việt cắt cứ gia nhập vào lực lượng vệ quốc đoàn. Năm 1948, Nguyễn Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm trung tướng và là trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Không phải tự nhiên Bác Hồ gửi ông ở chiến trường Nam Bộ, một cái vùng đất mà bên cạnh quân đội thực dân còn có rất nhiều những phe phái khác nhau, kể cả những cái thế lực có tính chất giang hồ tứ chiến, nhưng mà rất cần một ngọn cờ tập hợp để mà đoàn kết lực lượng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Và năng lực của ông ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận và ông trở vào trong đó để có thể là củng cố lực lượng vũ trang cách mạng và xây dựng cái căn cứ cách mạng để chiến đấu lâu dài. Năm 1951, trên đường ra Bắc báo cáo Trung ương, Trung tướng Nguyễn Bình đã bị địch phục kích và hy sinh ngày 29 tháng 9 năm 1951 tại Campuchia. Khi đó ông mới 43 tuổi, để lại tổn thất lớn cho cách mạng Việt Nam. Đại tá Trịnh Thế Cường, năm nay 94 tuổi đời, 75 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa ở xã Sai Phạm, là một trong những người từng được gặp Trung tướng Nguyễn Bình khi ông về thăm quê hương thôn Yên Phú. Khi đó ông về, ông ăn mặc là trông oai lắm. Đấy, gươm này, gươm đeo đây này, súng ngắn bên gươm này, mũ kê pi trên này đỏ này. Ông tướng này là ông tướng nghĩa hiệp, không những đánh giặc, nhưng mà ông còn làm hiệp này, hiệp là hiệp sĩ mà. Tức là ai mà cậy su côn như khổ bắt nạt người yếu thế đó, là ông ấy trị cái thằng ấy. Trước nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đang phục hồi, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ và kế hoạch số 157 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các trường nghề đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để góp phần bảo đảm kịp thời cung ứng nguồn nhân lực, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng lao động của các doanh nghiệp. Hơn 6 tháng nay, trên 3.000 học sinh sinh viên, trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi không được đến trường học tập do phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi có nghị quyết số 128 của Chính phủ và kế hoạch 157 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trường triển khai thực hiện ngay phương án đào tạo nghề, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt. Đối với sinh viên năm cuối, tiêm đủ vaccine được bố trí chia thành nhóm dưới 20 người tới trường để học thực hành. Nhà trường cũng bố trí tạo điều kiện cho sinh viên tụi em là những môn nào học về lý thuyết thì bọn em vẫn tiếp tục học trên online ạ. Còn về thực hành thì nhà trường bố trí tổ chức chia nhóm nhỏ ra để đến lớp, đến trường học thực hành. Mà bọn em có đi thực tập ở các doanh nghiệp thì nhà trường vẫn bố trí xe đưa đón. Nhà trường thì cũng đã linh hoạt trong cái việc tổ chức giảng dạy. Thứ nhất là kiểm soát dịch bệnh tốt ngay từ đầu vào. Cái thứ hai là phân ca, phân kíp để các em đến để thực tập. Đặc biệt với các học sinh, sinh viên năm cuối thì chúng tôi phải đảm bảo được các em là thực tập doanh nghiệp, thực tập sản xuất và bên cạnh đó thì làm các đề tài, các cái nghiên cứu, cái chuyên môn. Từ cuối tháng 4 đến nay, kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ tư,
36 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bị dừng, gián đoạn dạy và học. Nhiều chương trình đào tạo kết hợp giữa trường nghề và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Mặc dù các trường đã chủ động chuyển đổi số, đầu tư bài giảng trực tuyến, song với lĩnh vực giáo dục đặc thù như dạy nghề thì việc học trực tuyến không thể đảm bảo cho người học thành thạo các kỹ năng nghề. Để gần 50.000 học sinh sinh viên ra trường đúng hạn, không bị lỡ cơ hội việc làm, không đứt gãy chuỗi cung lao động, các trường đang đổi mới, thích ứng linh hoạt trong đào tạo. Bên cạnh việc khai thác tối đa hệ thống cơ sở vật chất hiện có, chia nhóm nhỏ đến trường thực hành, tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho giảng viên, sinh viên, nhiều trường còn phối hợp với các cơ sở doanh nghiệp liên kết đào tạo thực hành để từng bước đưa việc dạy nghề trở lại trạng thái bình thường mới. Việc thực hành nó chiếm đến 70%. Nhà trường đã thay đổi cái chương trình đào tạo một cách linh hoạt, thích ứng với lại cái việc phòng chống dịch. Tuy nhiên trong thời gian mà vừa rồi huyện Yên Mỹ bị ảnh hưởng của dịch giãn cách theo chỉ thị 16, những cái môn học lý thuyết thì đáp ứng được, nhưng môn học thực hành nhà trường phải cho các em dừng học. Và hiện nay thì khoảng gần 400 học sinh sinh viên chậm ra trường so với kế hoạch, mất khoảng 3-4 tháng. Thực tế hiện nay, sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, nhiều doanh nghiệp đã quay trở lại sản xuất và đứng trước nguy cơ thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động có kỹ năng tay nghề. Vì vậy, sự thích ứng, linh hoạt của các trường trong đào tạo nghề sẽ là chìa khóa giúp cung ứng nguồn lao động có tay nghề khôi phục hoạt động sản xuất sau đại dịch COVID-19, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để tuyến đường trục xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên được đẩy nhanh tiến độ đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế, nhiều hộ dân đã đồng thuận hiến đất, tự nguyện phá rỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho dự án. Nhiều năm đi lại trên tuyến đường xuống cấp, nên ngay sau khi thành phố Hưng Yên triển khai dự án xây dựng tuyến đường trục xã Phương Triều, đoạn qua địa bàn hai thôn Phương Trung và Phương Thông, đã có trên 90 hộ dân đồng thuận tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng. Hộ ít trên 10m², hộ nhiều lên tới trên 90m². Điển hình như hộ bà Nguyễn Thị Nam, Mai Thị Thoa và hộ ông Nguyễn Văn Thêu. Theo thiết kế, đoạn đường này có chiều dài trên 800m, được mở rộng từ 3,5m thành 7m, chạy như áp van, có hệ thống thoát nước hai bên, làm mới đường điện sinh hoạt và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hưng Yên. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành hệ thống thoát nước và sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành vào đầu năm 2022. Thời gian gần đây, phần vỉa hè trên tuyến đường DH12 dẫn vào thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã bị một số hộ dân chiếm dụng để tập kết đất đá phế thải xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến phần đường dành cho người đi bộ. Qua xác minh, việc chiếm dụng phần diện tích vỉa hè nói trên là của hộ ông Nguyễn Văn Quát. Việc tập kết đất đá, phế thải xây dựng trải dài cả 100m và được chất cao trên vỉa hè không những gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân mà còn gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị. Tình trạng trên diễn ra nhiều tháng nay nhưng không bị ngăn chặn xử lý. Khi biết chúng tôi đang phản ánh về vấn đề trên nhưng lái xe vẫn ngang nhiên đổ phế thải trên xe xuống. Để việc đi lại của người dân được an toàn và để cảnh quan môi trường được trong sạch, đề nghị Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh và các cơ quan chức năng của huyện Văn Lâm cần ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự trong tỉnh xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng số của đài, trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, website https://www.hungyentv.vn, Facebook Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Theo thông báo của nước chủ nhà Vương quốc Anh, hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 đã phải kéo dài thêm một ngày để các nhà đàm phán tới từ 197 quốc gia có thêm thời gian đi tới một thỏa thuận. Theo đó, dự thảo sửa đổi của thỏa thuận sẽ được công bố vào sáng ngày 13 tháng 11 theo giờ Anh và sau đó sẽ tiếp tục được thảo luận đến chiều cùng ngày. Trước đó, theo dự thảo thỏa thuận của COP26 công bố sáng 12 tháng 11, các nước cần đẩy nhanh loại bỏ điện than và bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch.
Tuy nhiên, một số nước phát thải CO2 lớn vẫn phản đối việc đưa ra cam kết rõ ràng về chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Hiện nước chủ nhà Anh đang nuôi hy vọng thỏa thuận chính thức của COP26 sẽ bao gồm việc yêu cầu các quốc gia quay trở lại bàn đàm phán vào năm tới tại Ai Cập với những cam kết tăng cường về giảm phát thải carbon do những hành động hiện nay là không đủ nhanh và đủ mạnh trong thập kỷ quan trọng đến năm 2030. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Nga và Belarus đã tổ chức cuộc diễn tập nhảy dù gần biên giới với Ba Lan trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tại khu vực này đang hết sức căng thẳng. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, động thái này nhằm phản ứng trước các hoạt động quân sự tăng cường gần biên giới của Belarus. Đây là lần thứ ba trong vòng một tuần hai bên tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này. Ba Lan hiện cũng đã triển khai khoảng 15.000 binh sĩ đến biên giới giữa nước này và Belarus, dựng hàng rào thép gai và cho xây dựng một bức tường ở khu vực để ngăn chặn cuộc khủng hoảng người di cư mà Liên minh châu EU, Mỹ và NATO cho rằng do Tổng thống Belarus dàn dựng để gây sức ép với EU. Tuy nhiên, phía Belarus đã bác bỏ cáo buộc này. Tối 12 tháng 11 theo giờ địa phương, chính quyền Hà Lan ra quyết định áp dụng các biện pháp đóng cửa một phần trong 3 tuần khi mà số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại quốc gia này. Theo đó, trong 3 tuần đóng cửa một phần, người dân được khuyến khích làm việc ở nhà nếu có thể, ngừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Các trường học, rạp hát, rạp chiếu phim vẫn mở cửa. Chính quyền sẽ tìm cách hạn chế những người chưa tiêm vaccine, dự các sự kiện trong nhà. Cùng với đó, quán bar, nhà hàng, siêu thị và các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu ở Hà Lan sẽ đóng cửa sớm, quy định giãn cách cũng được áp dụng trở lại. Hiện số ca bệnh ở Hà Lan bắt đầu tăng sau khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ vào cuối tháng 9. Ngày 12 tháng 11, số ca mắc mới COVID-19 ở quốc gia 17,5 triệu dân tiếp tục duy trì ở mức gần 16.300 ca, cao nhất kể từ đầu dịch đến nay. Hãng dược phẩm Anh, Thụy Điển AstraZeneca thông báo sẽ bắt đầu thu lợi nhuận với các hợp đồng thương mại cung cấp vaccine ngừa COVID-19 mới, thay vì mô hình phi lợi nhuận như hiện nay. Trong thông báo hôm 12 tháng 11, hãng cho biết đang dự định chuyển đổi dần để thu về mức lợi nhuận khiêm tốn khi nhận các đơn đặt hàng vaccine mới và thêm rằng khoản lợi nhuận hạn chế từ vaccine trong quý tư sẽ được dùng để bù đắp chi phí liên quan đến hỗn hợp kháng thể được phát triển để ngăn ngừa và điều trị COVID-19. Giám đốc điều hành của AstraZeneca nhấn mạnh họ đang đưa ra mức giá phải chăng và theo nhiều cấp độ, phụ thuộc vào khả năng chi trả của từng nước. Được biết, doanh thu từ vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong quý 3 là 1,1 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn rất nhiều so với 13 tỷ đô la Mỹ của Pfizer và 4,8 tỷ của Moderna. Trước tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai các biện pháp để ứng phó theo danh mục khẩn cấp trong những ngày tới. Hiện nay, chỉ số chất lượng không khí AQI trung bình tại thành phố này trong ngày 12 tháng 11 đứng ở mức 471, mức cao nhất trong mùa ô nhiễm năm nay. Nhiều biện pháp mạnh mẽ sẽ được thực thi trong những ngày tới tại New Delhi để góp phần giảm tình trạng ô nhiễm đang ở mức rất xấu tại đây. Trong đó bao gồm việc cắt giảm sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở mức ít nhất là 30%. Người dân thành phố được thông báo nên hạn chế các hoạt động ngoài trời và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với không khí bên ngoài. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý có liên quan của New Delhi cũng đã được lệnh chuẩn bị triển khai các biện pháp ứng phó theo danh mục khẩn cấp trong kế hoạch hành động ứng phó theo phân loại tình hình của thành phố. Một công ty vũ trụ tại Tây Ban Nha vừa hé lộ những chi tiết đầu tiên về hai mẫu tên lửa có thể thu hồi và tái sử dụng hoàn toàn, dự kiến cất cánh vào năm 2022 và 2024. Nguyên mẫu đầu tiên có tên là Mira 1 đang được trưng bày tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đến hết tuần này, sau đó sẽ được đưa trở lại căn cứ của công ty vũ trụ PLD Space để thực hiện các bài kiểm tra chất lượng. Công ty đặt mục tiêu phóng thử nghiệm tên lửa vào nửa cuối năm 2022. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Mira 1 sẽ trở thành tên lửa vũ trụ đầu tiên của châu Âu có khả năng thu hồi và tái sử dụng hoàn toàn. Nó được trang bị hệ thống hạ cánh bằng động cơ và dù, cho phép đáp xuống đại dương nguyên vẹn. Công ty của Tây Ban Nha cũng đang phát triển một mẫu tên lửa lớn hơn, với sức trở lên tới 450 kg và dự kiến cất cánh vào năm 2024. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.